Happy with you, my land of chin mud. We with you, my land of chin mud. We with you, my land of chin mud. And a happy new year. Đây anh em, sau một thời gian thì chúng tôi cũng đã đến. Chúng tôi đã đưa ở Quy Nhơn và đón Noel. Đang đi đón đi cho Noel anh em. Em mình đang đi chơi Noel. Chung là Noel này vui lắm. Hello này anh. Thì bây giờ là 6 giờ anh em mình đi chơi biển, bây giờ là 7 giờ rồi. Thì bây giờ anh em mình sẽ đi bộ thôi, không đi xe máy nữa. Thái độ bán gái kìa. Đừng ai thấy tôi. Nói chung là không sao đâu. Mình quay vào 11 rồi đúng không? Cầm giúp bộ mà. Mà chết mẹ cái mic. Quên bảo mic rồi. Đợi cho chút mình gắn mic đã. Đợi là cảnh. Thì hôm nay mình hẹn hò rồi. Nói chung là anh em mình giờ đi coi thử có gì hay hay không. Anh em mình chạy qua cái khu đi bộ gì, chợ đêm gì của Quy Nhơn này đều lắm ở dưới đó sau anh nè. Bây giờ anh em mình có cái chạm nước sau này để mình mua ít nước với lại mua ít đồ ăn vặt ăn cho đỡ đói chứ. Còn nghe con mì tôm thôi mình chuyển ra, mình ra mua bà kia đi, đó bà đó anh em còn ở đó hả. Đi giờ mình ăn cho chân giả hả. Còn cái nước này từ từ đi. Nước còn nước gì? Không ca nhà các kiểu. Mấy ướt cái quần lạnh quá anh em ơi. Mới nãy vô được. Có chuột đù nó to. Đù có con chuột to. Đâu? Chạy vô bụi rồi. Đù có chuột lúc bằng cái bắt chân luôn á. Dạ luôn hả? Có gì đặc sắc không? Anh em có thấy mấy đẹp trai không? Anh em mình đi chơi có ngày anh em. Mai anh em mình đi tranh thủ đi quay chút nữa nó về. Giờ anh em mình đi mua lại nha anh em. Đi 2 ngày 2 đêm. Cả đi cả về là 2 ngày 2 đêm. Dạ anh gì tè. Ngồi vô đẻ. Anh ơi con lấy ghế này nha. Coi thử có cái gì không. Là cô có những gì cô? Là cô có những gì? Xúc xích, chả riêng, chả cá, bánh tráng trộn. Cái kia là lạ kìa. Xà lách, ốc lách. Cái bên trong của cái này bánh tráng. Không, cái bắp răng bơ. Cái này sao? Đây nè. Trong tủ kính á. Đây chứ sao? Đây nè. Cái này cô? Cái này là chả cá. Ăn không? Không, chả cá ăn cái gì? Chả cá ngon chứ. Thôi làm con hai gì bánh tráng trộn đi. Chả cá ngon, anh ăn thử coi. Không, ăn chả cá. Anh thích ăn gì ăn chả heo thôi chứ chả giò thôi chứ không có thích ăn chả cá. Dạ giờ mình ngồi đây mình ăn mình ngồi đây mình ăn xong rồi bữa mình đi qua bên kia không cái đi dạo thôi hả. Ăn hết tất cả các món ăn vặt của Quy Nhơn. Ăn hết tất cả món vặt của Quy Nhơn bằng 10.000 à? Bằng 10.000 đồng. À, ăn mọi thứ ngàn thôi, một đồng, ăn mọi thứ 100 đồng, mười thứ là 1.000, trăm thứ là 10.000, nó hợp lý không? Nói xong rồi nó quấn thí mẹ luôn, quấn thí mẹ cuộc đời luôn. Vậy mà có em nào xinh tới đây ngồi chơi vui không? Sáng nãy không? Cái nào xinh đi chung cho vui nó dễ. Con em đứng rồi kìa, không chết chết rồi kìa. Tối tối con em hay đứng đó. Hai quần ướt lạnh dữ quay. Mát mà. Gia Lai là chỗ này lằn lằn rồi nè. Dưới này nó mát. Không thấy Gia Lai thì thấy nó không đau lạnh mấy đâu. Thấy nó bình thường. Cái đường không áo lạnh được. Gia Lai mình đâu đi xe đâu mà biểu. Đi bộ sao thấy lạnh được. Khách sạn ở bên kia rồi. Kìa, tú ngoài kia mà bị khùng hả? À. Ngay thì xanh đỏ mà. Ngoài kia kìa. Thì chạy đi vòng có một vòng. Vòng đúng cái thằng hay vòng nói với mày thôi. Tao đi một vòng khách sạn đầu kia kìa. Tao đi một vòng đây một vòng ngoài. Cần chân đầy cát. Calo, calo, cát không. Calo, cát không.
mang kính cho ngầu thôi, chứ tối mang kính vàng hợp lắm, hợp lý lắm. Các bạn chưa thấy hôm qua mình sổ đeo ban đêm đeo kính dâm đâu. tưởng nông mày không mang kính. Ủa thấy đủ má, mình đủ má đưa mắt lên nhìn má, nó bay vô đầu mắt phải cứng luôn mà không nhìn được, mà sao kêu đủ má lồn sao nhìn ghê dữ bay. Đủ má ai về tới sau xuống hết đều má, kêu thôi tháo kính ra đẻ. Đủ má, ủa nãy giờ mang kính hả? Em sổ đeo cái lúc mà em đi theo cái xe lớn đó là lúc đó em đeo kính à, đeo kính riết má lấy kính nó mờ sao. Dạ không, lúc sổ đeo có cái xe lớn xong đâu rồi chứ, thế mới là đẳng cấp. Thôi đấy là mình lâu lâu mình mang kính mát mình đi chơi mà, chứ nó phải là lúc nào. À, mấy kính này nè cô, nó vàng vàng trong trong này, nó đâu gì đâu. Giờ nay mình sẽ ngồi ăn bánh tráng trộn. Không làm mà đòi có ăn, đưa mượn coi, mượn. Chuyện gói. Từ đâu đưa cái về thử thai á, lộn, từ đưa hai vặt chứ. Đưa anh ơi em có bầu rồi. Lật đật chạy về liền luôn. Để gọi bà chị xem đàn không. Ở đây cũng vui á. Nó nhớ trên mình đây đi bộ ra đây ra phố xe quá chứ không đi bộ à. Với lại chẳng có gì đặc biệt hết. Ở đây đi nó đông vui. Nó đông vui đúng không? Chứ la mình đi ra ngoài đường chỉ có quảng trường thôi mà rồi mấy chán, nó chán hết rồi. Thấy nhèm chán rồi đụng mấy bạn. Vâng, và cái chân vẫn còn két không không? Chị đang đâu á? Ủa bánh, em có quay đâu? Có bánh chán rồi. Có bánh chán luôn chứ. Dạ. Chén gì ra có tắc cũng ngon quá. Ngon hả? Ngon 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 thiệt. Không có thiệt luôn á. Con ăn mới ăn miếng rồi thì ăn mấy cái hát á nó dở. Con mới ở ra lên chứ. Chịu á, trộn cái chua ngọt ngọt á, nó ngon. Quá đau lửa quá, ăn cái gì nó không đau á. Chị số mấy nữa về Gia Lai cho cô trộn chip lên. Họ con em mua không, con em đi mua nước ngọt. Cô cũng có nước ngọt. Ừ. Lấy trên. Lấy trà chanh uống cho mát. Uống cho em về chanh dây, chanh tư, chanh muối, con cá đó. Xuyên phù hợp đường cho mình em. Cảnh nó hết tờ. Đây là công viên nha anh em. Công viên tối về đẹp gớm á hả. Công viên tối về đẹp lắm anh em. Mình tối về nó cũng đẹp lắm anh em. Nói chung là đi má cũng xe gớm không. Cái bộ từ chỗ nhà nghỉ ra tới công viên xa quá anh em ơi. Má nó mỏi. Mỏi không? Mỏi. Má mỏi vãi luôn không? Thôi đi về mẹ đi. Đi về mẹ. Ừ. Đi lái xe về mẹ đi. Má đi bộ đúng mỏi luôn anh em. Đi bộ là sớm giờ rồi, má chưa tới nơi luôn mà. Mấy giờ rồi? 7:30. Từ đi tới giờ nửa tiếng rồi anh em. Bây giờ 7:30 nè. Hey, buồn ngủ quá, rù quá, một đám quá kìa, gái kìa, các thứ kìa. Giờ mình đi vô quảng trường anh em, đó, sắp tới rồi đó. Giờ đó là tới quảng trường rồi đó. Thấy gì tiếp không? Hả? Thấy gì tiếp không? Tại sao quá, để thấy gì tiếp được rồi. Con kìa, con cùng nhau cắn nhau đứt đuôi.
có cái bồ đi quay nó cũng ok lắm anh em. Chủ yếu mình đi kiểu mình đừng lắc cái bồ được, mình cứ giữ im nó là được, nó không có rung thôi. Chắc chắn là một điều là nó không rung rồi, nhưng mà ví dụ như mình lơ xuống như vậy hay là mình lắc qua lắc lại vậy thì nó sẽ khác. Không, mình cứ để im này, còn không mình lóc lại luôn anh em. Mình lóc mình khó lại luôn á, là nó cứ im chỗ này. Anh em đi hay là anh em quơ lại gì nó còn đứng im chỗ mà không lắc qua lắc lại này. Thôi bình định luôn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với công viên Quy Nhơn. Ờ mấy nhảy phát bên nhà luôn, bây giờ la luôn à. Chạy phát bên nhà la luôn. Mấy nhảy phát bên nhà la là đồ, mấy tao nhảy chục cái luôn. Happy with you ma la na chin mat we with you ma la na chin mat we with you ma la na chin mat and a happy new year. Đây anh em, sau một thời gian thì chúng tôi cũng đã đến. Chúng tôi đã ở Quy Nhơn và đón Noel. Đây em đi đón đi cho Noel nha anh em. Em mình đang đi chơi Noel. Chung là Noel này vui lắm. Nhưng bây giờ gần đó các anh em thấy là xe không? Ở xe đó chính là những cái thứ mà ở xe anh em. Nhiều gái lắm. Đó thì á đồ má. Còn chưa tới Quảng Trương được năm thì tới một kia lần. Khá mỏi á, cái này gì đây? Xây dựng Quy Nhơn xanh sạch đẹp, không sạch và không đẹp. Có xanh nhưng mà không sạch và không đẹp hơn, đúng không? Chung là ở đây là nó sáng, nó đẹp, đúng không hả? Không sáng đẹp đúng không? Gia Lai mình nó không sáng bằng đây nữa. Cái Quảng Trương Đại Đoàn Kết độ má gì đâu mà đâu phải, mình sẽ đi bộ mỏi đúng không? Đây là giờ mình mới biết lý do, giờ mình mới biết lý do tại sao mọi người thích xuống Quy Nhơn. Là sao? Má anh thấy nó đẹp không? Đẹp không? Nhộn nhịp không? Đẹp như hay là hả? Đưa đẹp như Sài Gòn không? Hà Nội. Cần gì đi Sài Gòn? Hà Nội. Thích Sài Gòn rồi không? Thích Sài Gòn hả? Cái này gõ là bể mặt luôn á. Cái này mà gõ không phát là nó nét mặt luôn á. Mà thề luôn á, mỏ phải luôn luôn á. Đu gái gì đây, gái đúng đường kìa. Đó, giờ mà có gái đúng đường kìa anh em. Em thấy ba con đúng đâu không? Đồ đông vãi nô luôn hả? Đi quay có khi nào? Có khi nào đi quay vậy? Tự nhiên đi quay trực độ mát. Mắt rớt nó lấy thì nợ không? Nói đây đang để nhà quốc mà đang xém lụi nhỏ kia luôn, nhớ không? Nhớ cái đại mà cái tư đó không? Không. Ừ, không nhớ. Đồ đẹp ghê không? Không mấy cái đồ chơi trò chơi nữa, nhưng mà mấy cái trò đó chơi có ví dụ có mấy đứng nít ở chơi mấy nó vui cho mình chán, thế lại cũng tốn tiền. Anh em mình không có đủ điều kiện không? Nghèo lắm. Nghèo chết mình tơi. Nghèo rơi nưa bắt. Nghèo nay xui lắm vô quá. Đúng má cơ, má cơ. Ở đâu má? Cái thằng mới cớ là cái con ông nội. À bê đê. Ở đâu má? Rồi xong, quéo không vậy? Cái gì nữa? Không biết. Alo, đẹp không anh em? Anh em thấy đông vui không? Má đông không? Đây Quảng Trường có gì đó. Thì đây Quảng Trường nè. Còn trên kia tượng đà đó. Xa đâu nữa mà. Đây kia là tượng của ông Sắc và ông Thành nha. Có chú Thành. Alo, quẹo rồi. Chết rồi. Đây, đúng rồi. Bánh nôi kìa. Trời ơi, đang đông vui lắm. Trời ơi, đông. Cho nó kẹp mọi người lên sóng không? Đông không? Má đông vui vãi nồi luôn anh em. Mình không đeo kính rồi nha, anh em đeo kính mỏi mắt quá. Mẹ bỏ điện thoại xuống nè. Được không? Được. Đừng giúp mẹ đi. Má đi mồ hôi chảy nhờ luôn anh em. Mà em thấy mấy ánh mắt người ta nhìn mình đồ quá gì, giống kiểu như người hành tinh đó. Giống thằng người ngoài hành tinh quá.
Ừ, mà nó đông phải nôi luôn kìa. Để đeo kính cho thử coi ngầu không? Má ngầu liền không? Anh em có thấy mình ngầu không? Ngầu. Quê còm, quê nhờ. Nói chung là welcome to một buổi tối ở Quy Nhơn chắc vui lắm. Ê, cái này ở Đài Đoàn Kết thì có. Anh em mình ở Quy Nhơn được hôm nay thôi, không ở lâu. Mai anh em mình xuống đi đi Paris rồi. Mai anh em mình đi Hà Nội, mình đi Cà Mau, đi xong đi qua Mỹ luôn. Đi qua Mỹ luôn, Mỹ thôi. Chúng là quay mở tay quá anh em. Cái lại gimbal hết sáu pin rồi anh em ơi. Thì trong clip mình cũng đến đây thôi. Giờ anh em đi dạo chút rồi chắc đụng má bắt taxi về đây. Đụng má mỏi, đi bộ mỏi phải thôi. Anh em mình đi dạo cho chút rồi về rồi anh em yêu mến anh em mình thì cho mình một like, một share và đăng ký nha anh em. Hẹn anh em ở video tiếp theo. Hẹn anh em ở video về Gia Lai nha. Về Gia Lai anh em mình làm tiếp chương mục, những chương mục vlog. Vlog má mỏi. Ủa phải tức ngực luôn á. Quay một vòng. Từ từ nha anh em, phải nhớ nè anh em, nhớ nè. Quay. Không bị rung à? Ừ, không bị rung. Sáng không? Sáng đẹp trời không? Bữa mình quay cây kia là chịch này. Má mở đeo kính vô thấy bầu trời giống như trời nắng vậy anh em, tối mà trời nắng vậy. Đúng rồi. Đù má. Lớn tuổi đó mà trắng.